Trong chiều ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm chính thức trụ sở UNESCO tại Paris và có cuộc trao đổi làm việc với bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Bày tỏ hết sức vinh dự và vui mừng khi lần đầu tiên được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam đến trụ sở của UNESCO, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đề cao hợp tác với Việt Nam trong gần 50 năm qua, khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất tại UNESCO. Cảm ơn sự ủng hộ, hoan nghênh, cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với UNESCO. Cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành và hợp tác của UNESCO gần 50 năm qua. Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cao vai trò, đóng góp của UNESCO trong gìn giữ hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới. Khẳng định, trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng để đóng góp nhiều hơn nữa vì sự tiến bộ của nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam với tư cách là thành viên của nhiều cơ chế quan trọng, trong đó có UNESCO, sẽ tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại UNESCO. Tới đây, các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam sẽ trao đổi cụ thể với UNESCO về nâng tầm quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng mời bà Tổng Giám đốc quay trở lại thăm Việt Nam.